không có mạng, chỉ có dịch vụ là xem kịch rồi này nọ thôi. Thì lúc đó, thời đó thì giới trẻ trẻ thì ăn chơi những thú chơi nào chú? Thì hồi đó anh ấm là phần nhiều người nghĩ lầm Vậy đâu? ghiền lắm, tối vừa đèn mở là kéo nhau đi nghĩ lầm, hẹn nhau rồi nhảy melody hay nhảy đâu vậy à. Nhưng mà nó chạy xuống cho biết bây giờ tối nay tụi mình đi nhảy đâu vậy á, rồi sửa soạn đi Là bây giờ các điệu nhảy đều là chú được thuộc hết. thuộc hết mỗi tối mỗi nhảy mà ngon Ví dụ như là việc nhảy nam như vậy thì có uống rượu hay gì không? đó. Thì tại vì cái bàn mình thì mình kêu Mỗi cuộc chơi nhảy khoảng tốn bao nhiêu tiền chú? hồi đó tiền thì nói Bao thẳng nhiêu là bao nhiêu chú cơ không sở có của mình? tốn chú không có tốn tiền Là nhờ đợt mà kéo cái mắt kính của thằng quỷ con ông thằng chú với thằng đại đâu bị thằng đại nó có hoàng ở đâu có cái bàn của nó 6 cái ghế nghĩ khỏi tốn tiền. Thế ngày đấy thì chú ở Sài Gòn ấy có những cái chỗ nhảy đầm nào chú? Nghĩ hồi đó là nhảy vui nhất là melody Menu ở chợ lớn á, chợ lớn. melody vui nhất vì ở đó đó một tuần nó có giựt bong bóng, nó có một đùm bong bóng nó sụp lên sụp xuống ngày con nhảy giựt trong bong bóng nó có cái phiếu thấy không à, trúng cái gì vậy đó vui lắm, thành ra tụi nó càng lên đó dân giang hồ hơn nhiều melody. Menu đi. Nó gần đại thế giới không ta? À gần Dạ. Chỗ có đỉnh đại thế giới thôi chú. à, nó gần đó thôi chứ nó melody tối là kéo vô nhiều rồi anh em giang hồ vô mặt nàng không. Cái menu đó là chủ đại Chủ thì chú có biết đâu nhưng mà chú biết là người vào người tàu. Lúc đó mình chơi được khoảng từ mấy giờ tới mấy giờ là mình nghỉ, cái trên tới 12 giờ khuya là Sài Gòn bắt đầu là thấy vô tối tối eo rồi đó là 12 giờ là tất cả đều nghỉ mình lên. à, là kéo nhau đi về đó vui lắm đi lang thang ngoài đường không có ai đó xe gắn máy tụi nó chở nhau Nhảy đầm á chú, ừ thì còn cái chuyện mà gái gú đâu hồi đó nó dữ không? gái dữ nhưng mà không chơi bậy thiếu gì đó chơi dân sang có tiếng giang hồ có tiếng thì mình chơi dân có tiếng Hồi đó thì mấy địa điểm nào nổi tiếng? địa điểm gái hả Dạ. Dạ. ừ, địa điểm đó cái Tân Thuận Thuận. nhưng mà nổi tiếng luôn á kêu gái còn gái mà đời ấy thì gái Bình Khang, Bình Khang. Bình Khang là đại thế giới đó Dạ. Ở đó đó gọi Bình Khang nói chơi bờ có giấy tờ Là lúc trước khi giải phóng là lúc đó là cái việc mại dâm là hợp được phép rồi. nhưng mà cái đám có giấy tờ đời trước á đời tây sau này không có đâu kêu gái bậc đền đó Gái bạc đền. gái đời tây nó có giấy tờ tới tuần nó đi khám bệnh nó có giấy tờ Bình Khang rồi đó Việt Nam giờ xin đang biết. ông gì mà Nghĩa là hồi đó cũng văn minh rồi, cái việc việc mà mại dâm là được phép. được giấy tờ Dạ. Mỹ. không có gây bậy sao người ta hả không được không Nhưng mà người Việt mình có được phép hay là chỉ cho phục vụ thuộc người Tây thôi? người phải người Việt chứ Người Việt mình. chơi ai cũng được hết Giá tùy sao? Lúc đó tạo gì cũng được giá hết lớn, giá cao không? cũng không gì cao nó có giá của nó tùy theo Mua phiếu vẫn bỏ tiền rồi sau đó tiền tiếp. nhưng mà ví dụ con thấy có cảm tình thì con cho thêm nó hơi gì chứ cái giá của nó là nó quy định vậy thôi Là có phòng riêng hết luôn, ừ gọi là khu điện nở ở khu vực đại thế giới á. còn hồi nó có tiếng gái thì gái Tân Thuận rồi gái gái có tiếng gái Bình Khang Bình Khang. Bình Khang là gái có giấy tờ đó còn gái gái Tân Thuận không có giấy tờ rồi Sài Gòn Thì là Sài Gòn xưa là nổi tiếng hai khu.
Ngày đấy thì là em út có nhiều không chú? Như là hoa khôi, hoa khác, hoặc đào hát thì có nhiều không chú? Có, tự nhiều dữ. Và những cái đấy thì đều cặp với ông trùm hết, ông trùm nào cũng có cặp với các em hết. Ông trùm hết rồi. Thì nó đẹp, nó có tiếng, nó có ông trùm hết rồi. Được cái là đại ca thay thì lúc đó có đại tiền, nhưng mà không có... Đại thì khỏi nói rồi. Có mẫu gái không, ông á? Ông đại á? Thì nó cũng bình thường như mình thôi. Nó không có ham gì gái đâu. Cũng là kiểu ăn bánh trả tiền chứ không có dây mê rồi má. Nhưng mà tụi chú không có cửa, tụi chú có cho vợ. Gái quá trời người cái gì. Đào hoa mà. Đó, đẹp trai có tiếng có tâm chơi không hết. Đều là có một hai em hết à? Như chú cho hỏi thật, có thời điểm nào chú cặp liền hai ba em liền lúc mà đi cùng nhau không? Có chứ, cũng nhờ ngọn sừng không, ở trụ cái kèm mấy mẹ. Không, ít. Cũng là cũng tranh giành đào á hả? Tranh giành các em hả? Em giành chứ mình không có giành. À, các em hả? Em nó giành nhờ. Đánh nhau luôn? Nó cũng giật bình tiếp, nó đập nhau. Mình cũng can đấy mẹ. Ngay đấy cái Sài Gòn mà cái thời điểm mà băng đại ca thay mạnh nhất ấy, thì ở Sài Gòn lúc đấy là có hoa khôi hoặc có người nào đẹp nhất chú? Hồi đó mình không có để ý hoa khôi đâu con. Chứ phải có em nào nhìn nó phải là nó... Đẹp thiếu gì? Nha đó, nghệ sĩ. Thiếu gì? Nhưng mà trong giới ăn chơi á. Chứ anh chơi là có tiếng hả? Dạ, người đẹp á. Như đám Lệ Hải rồi nè, cũng Tuyết Nhung rồi nè. Tuyết Nhung là ai nhỉ? Phải ra cái hồi đó nó gặp lại. Tuyết Nhung là đẹp lắm ạ. Dạ. Lệ Hải đẹp nè, Tuyết Nhung đẹp nè. Nếu mà đẹp thì có hai nhân vật là đẹp nhất thôi. Còn đám tụi cũng vui, cũng ấy rồi, không đẹp bằng, nhưng mà nó nhảy giỏi, nhảy đầm có tiếng luôn. Ngay nhảy đầm có chơi thuốc không chứ? Không. Có chơi á phiện không? Không, hồi đó không có đâu. Thế cứ nhảy nhạc nhảy nhót xong rồi là... Bình thường thôi. Hoa quả trái cây thôi hả? Bình thường chứ không có uống thuốc gì đâu. À, đấy ạ. Không phải như bây giờ, nghe không nhảy đầm gì rồi uống... Cũng không có đâu. Nó tụi thuốc bình thường à. Ủa mà nhưng mà đến chỗ quán bar nhảy đầm như vậy, ở đấy là có em út cho mình chọn luôn hay mình mang bạn mình đi? Mình có bạn cũng được, còn mình không có bạn thì em út vô luôn, nó như con chú nhớ con bị tả sức, con Cẩm Nhung đó là người đẹp nhất của con nó là đẹp nhất á, Cẩm Nhung á. Đi vệ sinh đấy còn hơn. Đang liên sinh hả? Không, ý là ngày chết rồi, chết rồi. Tạm có sức cái thời gian sau mùa mất. Cẩm Nhung ơi, như ngày xưa chú có quan hệ gì với cô này không? Em út mà. Em út hả? Nó uống dừng lại, nói với tiếng không nó đã biết rồi. À. Nó nằm nhà thương, nó không thấy đường mà chú hỏi biết ai, nó biết là anh Hương rồi. Yeah. Tại vì mình giao tế nó mà, mỗi tối rồi. Khỏi nó kêu, chút xíu nó chạy lại nhảy làm như mình chơi rồi, chút xíu rồi. Ví dụ nó đang ngồi dưới trệt, dưới tàu, dưới là anh ngồi thì em gài mấy đường tàu thì xong ngay. Em qua nhảy với em. Gài mấy thằng tàu là cái gì ạ? Gài lấy tiền. Ngày đấy đó các anh chị có đổi đào với nhau không chú? Bình thường đâu có gì. Bà xã chú giờ con lợn mượn nhảy đầm cũng được. Hồi đó nó vậy đó. Thì ở chỗ mà nhảy đầm có khi nào mà từ sau khi nhảy đầm hẹn hò nhau được cái nào đi mình đi ấy không? Được. Yeah. Nếu mà nó có cảm tình với con, dạ. Dễ mà. Ngoài đấy ngày trước đấy thì ăn chơi chắc táng thì chỉ có mấy cái đấy thôi. Chứ không có gì hết. Chỉ có nhảy đầm thôi. Nhảy đầm. Á phiện. Không có vậy. Gái gú. Rồi. Không còn cái trò thú gì ăn chơi đặc biệt hơn chú. Không còn cái thú gì nữa. Bây giờ trước là vậy á. Nhưng bây giờ chơi trắng chơi đêm mà nó không có đâu con ơi. Là sang lắm. Là con vô con hút. Có cái ống á. Có người làm á, chứ không phải như bây giờ đâu. Á phiện đấy ạ? Ờ. Nhưng mà ngày đấy là hút cấm mà. Cấm là cấm, có tin cấm. Dạ. Nhưng mà con hút con có đâu, con, nó lợi xin tiền cho nó tiện đi. Chứ tự nhiên mấy chục năm mà không kịp. Nhà cảnh sát hả? Dạ. Ngày đấy là ở các...
ông trùm nào là nổi tiếng mà ăn chơi và chịu chơi nhất chú? Đại Ca Thay này, Tín Mã Nam này, Hải Phòng Kim này, Lâm Chín Ngón rồi Huỳnh Tì Cái Thế, thì ai là nổi tiếng về ăn chơi và độ chịu chơi nhất? Thế ngày đấy chú ấy biết Bạch Hải Đường chưa? Ngày đó Bạch Hải Đường hoặc là Úc, đó nó thuộc diện em Úc. À. Chú kể cho cháu nghe trước nè. Ấy đường chứ nó thì đi khắc kim. Vâng. Nó rồi cha nó nguyên. À. Nó lai. Dạ. Nó vua ông Trọng, nổi tiếng thôi. Ông Trọng á, sau này nó cốt luôn. Vâng. Chú đã từng chạm trán với Bạch Hải Đường lần nào chưa? Và nó chưa. Em Út mà. À. Vậy thì có gặp nhau uống cà phê hay là nhảy đầm gì không? Trời ơi, ở tù chung. Nó nghe chú vô cái là nó đi cầm chai thuốc. Lúc đó nó nghe chú bị đánh rồi bên bệnh á, bên công an á, giải chú qua. Thì nó cầm chai thuốc nó đón chú. Nó ôm chú, nó dẫn lên y tá chứ. Nó cho y tá tiền, ê cho y tá gói thuốc 3 số 5. Thế em biết anh bị em Út mà. Nó rất là dễ thương. Nhưng cái nghề đó là mọi người phúc quỷ nhập thần. Hay bữa nào mày dẫn anh đi mày nữa không? Đi mình à. Nó hai cây súng, một cây không hết, cây mụn đó. Nó bắn như loạn cái tụi bé đen đưa tay, nó bị bắn trên đầu nghiêng với bụng nghiêng. Dí nó vô tới bây giờ là nhà thương Nguyễn Hồng. Hồi xưa đó là sân vận động. Ở sau đó, cây điệp đó là nhà xét. Nó vô đó, nó bắn và bắn lại, nó hết đạn đưa tay đầu hàng, nó dục súng ra đường. Rất là dễ thương, mà ta đặt vào Bạch Hải Đường. Khi mà chú... tướng của Bạch Hải Đường này ngày xưa của Tàu. Hồi xưa cái dư âm còn lại là của Trung Quốc, Tàu, Bạch Hải Đường. Rồi sau này người ta đặt nó là dí nó là như Bạch Hải Đường.